chủ quán karaoke An Phú cháy ở Bình Dương bị bắt. Ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, chủ quán karaoke An Phú, bị cáo buộc trách nhiệm hình sự trong vụ cháy 32 người chết. Tối ngày 16 tháng 9, ông Xuân bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Cảnh sát đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can tại thành phố Hồ Chí Minh. Động thái này được đưa ra sau 8 ngày cơ quan điều tra khởi tố vụ án, làm rõ các căn cứ, dấu hiệu sai phạm của chủ quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, và những người liên quan. Gần 21 giờ ngày 6 tháng 8, khói lửa bùng lên tại lầu 2 quán karaoke 3 tầng, 30 phòng, diện tích sử dụng 1.500 m². Khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Điều tra từ dữ liệu camera và chứng cứ, Công an tỉnh Bình Dương xác định đám cháy xuất phát từ la phong tầng 2 do chập điện. Khi đó tầng này không có người. Đến khi khói lan đến tầng 3, nhân viên mới phát hiện, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Quán karaoke An Phú được cấp phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9 tháng 12 năm 2015, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Dương duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Từ khi thành lập, quán bị kiểm tra phòng cháy chữa cháy 3 lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.